Là đội tuyển chủ nhà đội tuyển quân đoàn 1 đang ở vị trí xuất phát trận thi đầu tiên. Họ đã bắt đầu trận thi đầu tiên. Đây là những chiến sĩ của quân đoàn 1 anh hùng thành lập năm 1973, là quân đoàn chủ lực cơ động, dự bị chiến lược đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam và tên truyền thống là binh đoàn quyết thắng. Ở sóng, một cái thử thách khá là khó khăn đối với các chiến sĩ của quân đoàn 1, nhưng mà họ cũng đã biết cách để có thể giữ được cho cầu thăng bằng người sau giữ cho người trước. Và rất là nhiều đội tuyển đang nhìn vào trận thi đấu giữa hai đội tuyển quân đoàn 1 và đội tuyển quân khu 4, bởi khi trận đấu này kết thúc thì chúng ta sẽ có chính xác tất cả những cái tên sẽ lọt vào vòng loại thứ hai của chúng ta. Vừa rồi tôi quan sát thì vận động viên thứ hai của đội tuyển quân đoàn 1 sau khi xuống dây đứng thì đã thực hiện động tác là lộn đầu. Đây là động tác này với lỗi phạm này thì sẽ bị cộng vào 15 giây vào thành tích thi đấu. Quá trình là leo dây đứng thì đòi hỏi các vận động viên là phải đu và trèo qua ngang ở phía trên, không được lộn đầu xuống, vừa bảo đảm an toàn trong quá trình thi đấu. Nếu mà lộn đầu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi lộn đầu mà nếu mà chẳng may mà khi mà tay mà giữ dây không vững thì có thể là đầu sẽ bị cắm đất, thì là mất an toàn trong quá trình luyện tập. Vâng, như vậy là mỗi một cái quy định thì đều có những ý nghĩa riêng của nó để làm sao đảm bảo sự an toàn tốt nhất cho các chiến sĩ, đúng không ạ? Vâng, các vật cản đặt ra là vừa rèn luyện cho sức bền bỉ, dẻo dai và thể lực cho các cán bộ chiến sĩ, nhưng mà cũng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện và luyện tập. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy là quân đoàn 1 đang làm rất là tốt. Vâng. Và vận động viên đang đứng ở tường 21 để hỗ trợ cho các đồng đội của mình. Đấy chính là trung úy Nguyễn Hoàng Dũng. Ở tại sân nhà thì chắc chắn là họ cũng sẽ có một chút gọi là lợi thế về mặt tinh thần. Tuy nhiên thì cũng điều đấy không đảm bảo chắc chắn là sẽ làm được tốt tất cả mọi nhiệm vụ, mà phải hết sức tập trung và chú ý, đúng không? Vâng, đòi hỏi thì chắc chắn là thi đấu sân nhà thì cái tâm lý là sẽ là có lợi thế hơn, nhưng mà cũng vẫn phải đòi hỏi là phải có cái thể lực và chiến thuật là sắp xếp người cũng như sử dụng các lực lượng ở các vị trí phù hợp thì mới được thành tích cao. Và hơn nữa thì họ có khi lại còn bị một cái gọi là sức ép tâm lý của thi đấu sân nhà. Đội tuyển quân đoàn 1 với các thành viên thượng úy Khương Anh Minh, đại úy Phạm Văn Quyền, trung úy Vi Văn Vũ, trung úy Tống Đức Cảnh, trung úy Nguyễn Hoàng Dũng và thượng úy Cao Khả Hùng. Khói và bụi mù mịt trên thao trường nóng bỏng với cái nắng là 40 độ C của miền Bắc. Đây là trận thứ 6 trong vòng loại lượt về của chương trình Trung khu số 1 thế giới năm nay. Và đây là trận thi đấu cuối cùng. Sau trận thi đấu này chúng ta sẽ biết là những đội nào sẽ đi vào tiếp vào lượt thứ hai chương trình quân khu 1 thi đấu. Vi Văn Vũ rất là kiên cường. Vi Văn Vũ là vận động viên cuối cùng của đội tuyển quân đoàn 1 đã về đích. Chúc mừng. Xuất sắc. Vâng, và họ cũng có thể đã biết được là họ đã có một cái thành tích rất là tốt. Đây là cặp đấu có thành tích rất là xít sao, trong khi lượt đi giữa hai đội tuyển quân đoàn 1 và đội tuyển quân khu 4 thì thành tích chỉ là 2 phút 15 giây chênh lệch nghiêng về đội tuyển quân khu 4. Và vừa lượt về này thì đội tuyển quân đoàn 1 đã hoàn thành trận thi đầu tiên với thời gian là 3 phút 38 giây và họ đã mắc một lỗi phạt và họ đã cộng thêm 15 giây vào thành tích. Và ngay sau đây sẽ là phần chơi của đội tuyển quân khu 4. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Thì mong các đồng chí tiếp tục phát huy và cố gắng đạt cái thành quả cao nhất, mang về cái chiến thắng cho đội tuyển. Chúc các đồng chí thành công. Quân khu 4! Quyết thắng! Đội chơi quân khu 4! Đội tuyển quân khu 4, đội tuyển rất đáng chú ý của chúng ta. Năm ngoái họ về đích ở vị trí thứ 3 và năm nay mục tiêu chắc chắn sẽ là cao hơn. Họ đã bắt đầu chặng thi đầu tiên ở trong lượt về của chúng ta. Tôi nghĩ quân khu 4 chính là một nhân tố bí ẩn của chương trình quân khu số 1 thách đấu, bởi vì là những cái trận thi đấu của họ luôn luôn tạo ra những cảm xúc
thực sự rất là hứng khởi, hồi hộp, cho thấy là đây cũng là một đội tuyển mà có thể hứa hẹn mang lại nhiều điều bất ngờ trong chương trình Cúp số 1 cách đấu năm nay. Tôi hoàn toàn đồng ý với chị tại Vinh Loan. Đội tuyển quân khu 4 thi đấu tất cả qua các trận và các trận đều vị trí quyết tâm rất cao. Họ đến từ quân khu 4, một quân khu nổi tiếng là anh hùng và được thành lập vào ngày 15 tháng 10 năm 1945. Và quân khu 4 thì gồm có 6 tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Quân khu 4 là một giải đất địa linh nhân kiệt, địa bàn chiến lược của cả nước. Một địa bàn hiểm yếu kéo dài từ Tam Điệp, Ninh Bình, nơi Hoàng đế Quang Trung đã hội quân để đánh thắng 20 vạn quân Thanh, tới tận đèo Hải Vân. Rất tiếc là vừa rồi vận động viên số 3 khi vào cái dây đeo ngang, vận động viên này không để ý quan sát, vì vậy đã vượt qua cái vạch vào của dây đeo ngang. Với lỗi phạm này thì đội quân khu 4 cộng vào thành tích của mình là 15 giây. Vì sao chạm vào vạch dây leo ngang thì lại là một điều không nên? Bởi vì đây là quy định trong quá trình bố trí cái vật cản. Đòi hỏi thì các vận động viên phải đoạn đầu đoạn cuối là phải lớn sức để khi bắt đầu bắt vào cái dây leo ngang thì phải có cái chân tạm đà là ngoài cái cọc giới hạn, và khi ra thì phải lớn sức khi ra được khỏi dây leo ngang. Chúng tôi cũng không hiểu là tại sao phải quy định khắt khe như vậy. Quy định như vậy thì nó đòi hỏi cái độ khéo léo của từng vận động viên, khi không những phải có cái sức khỏe và cái kỹ thuật đeo dây leo ngang tốt mà còn phải khéo léo để vượt qua. Nghĩa là phải hết sức chăm chú để làm thật chuẩn xác từng động tác, đúng không? Vâng. Chiến đấu là như vậy, thực sự là chiến đấu không bao giờ là trò đùa. Rất tiếc vừa rồi tôi quan sát thấy là số 4, số 5 vừa vượt qua được cầu Độc Mộc thì số 5 lại tốc độ được quá nhanh. Thế nên hai vận động viên cùng vượt qua cầu Độc Mộc, và đây là cũng là phạm vào quy định của ban tổ chức và trong điều lệ. Vì là quy định là mỗi vận động viên chỉ mỗi vận động viên vượt qua cầu Độc Mộc là lần lượt từng người một. Vừa rồi chúng ta đã quan sát vận động viên Trần Văn An. Trần Văn An là đội trưởng của đội tuyển quân khu 4. Vận động viên này có tố chất và cũng như là tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong quá trình là chạy qua hào 2m, do khả năng là tôi đoán là đang mải quan sát đồng đội, nhưng là quên mất là bỏ qua hai cái vật cản hào 2m, rất tiếc cho đội tuyển quân khu 4. Với cái độ phá đó thì đội tuyển sẽ cộng 2 phút và thành tích thi đấu. 2 phút? Vâng, rất tiếc, rất là tiếc. Vâng, ở trong lượt đều chúng ta với việc bỏ qua vật cản là lỗi nặng nhất. Quá đáng tiếc. Vật cản là mất 1 phút. Trần Văn An. Vì sao chúng ta lại coi trọng cái việc là phải chú ý vật cản như vậy? Vâng, thì chắc chắn là khi đã bố trí các vật cản thì đòi hỏi là các vận động viên là quá trình luyện tập cũng thi đấu là anh phải vượt qua tất cả các vật cản. Nên đây để bỏ qua một vật cản thì chắc chắn là sẽ là trong những lỗi là rất nặng. Có lẽ lúc này Trần Văn An có lẽ mình cũng không biết là mình vừa bỏ qua một vật cản đâu. Có thể đồng chí cũng không hề biết. An đã về đích rồi. Người chúng tôi hết sức hâm mộ đội trưởng của chúng ta. Về đội tuyển quân khu 4 đã tiếc quá. Kết thúc trận thi đầu tiên của mình. Vâng, Trần Văn An có lẽ lúc này thì có lẽ anh cũng chưa biết đâu. Vâng. Đang nghỉ ngơi đã. Nhưng mà với đội tuyển quân khu 4 bước vào cái trận thi thứ nhất này thì tôi đánh giá là quyết tâm rất cao và thể lực cũng tương đối tốt, nhưng mà chắc cũng nặng nề tâm lý trong quá trình thi đấu, vì vậy là mắc rất nhiều lỗi. Khi chúng ta có khao khát quá lớn thì chúng ta cũng đồng thời là bị một cái sức ép rất là lớn. Dạ vâng, và đây cũng là cái cơ hội rút ngắn cái khoảng cách giữa quân đoàn 1 và quân khu 4 để những cái trận thi tiếp theo là trận thứ 2, trận thứ 3 sẽ diễn ra là gay cấn và quyết liệt hơn nữa. Trọng tài công bố kết quả thi đấu giữa hai đội quân đoàn 1 và quân khu 4. Trận thứ nhất, đội quân đoàn 1 thời gian thi đấu 3 phút 38 giây 33%, một lỗi cộng 15 giây. Tổng thời gian thi đấu 3 phút 53 giây 33%. Đội quân khu 4 gồm 4 lỗi cộng 3 phút 30 giây. Tổng thời gian thi đấu 6 phút 59 giây 75%.